Dì Chi ơi, tại sao tóc của cậu lại như thế kìa? À, tại tớ nhìn ảnh thấy mấy idol cũng làm như này trông xinh phết. Sao, tớ buồn cười á? Không, tớ thấy đẹp, tớ cũng muốn làm ý. À, cảm ơn nhé Kiki và Vicky. Hay là cậu cũng làm đi. Hay là tớ cũng thử làm với màu con kỳ lân nhỉ? Ừ, màu con kỳ lân ấy. Ừ. Các bạn Ok ơi, nếu các bạn cũng thích màu tóc của mình thì ấn nút like cho mình nhé. Mau ấn nút like đi nào. Đánh 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 bụng bụng, đánh 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 bụng bụng. À, chị, sao đó? Chào Dion nhé. Chị đến từ khi nào vậy? Chị muốn ăn kem không? Khe. Chị không ăn đâu. Này, kem trong tủ lạnh là của chị đấy, em đừng có động vào. Đừng có động vào khe. Thật là đừng có động vào đấy. Thật là đừng có động vào. Bụng bụng. Chào chị Sora nhé, em đi học võ đây. Chào Dion nhá. Ơ, cái thằng này. Hay là tớ phải làm một cái tủ lạnh để trong phòng mới được. Hẳn là thế cơ á. Ờ, vì cậu là con một nên không biết đâu. Bọn tớ như chiến tranh ấy, suốt ngày toàn phải giấu đồ ăn thôi á. Cậu lại muốn giao dịch á? Lần cuối. Vậy thì tớ sẽ giao dịch cái này. Wow, nhìn thích thế. Cái này không đùa được đâu. Vậy thì tớ cái này. Máy ảnh này. Máy ảnh á? Ừ, hay là cậu cứ lấy đi. Ừ, tớ cũng muốn chơi để lấy được nó lắm ý. Cậu cứ lấy đi. Thật á? Cậu chờ tớ thật á? Ừ, vì là trên đường về nhà tớ nhận được cái này. Tớ đã đưa lại cho chủ bảo vệ rồi. Nhưng chủ bảo là chủ của nó rất là khó, nên bảo tớ làm mang về hoặc là vứt đi cũng được đây. Bỏ đi thì quá là tiếc còn gì. Đúng rồi, bỏ đi thì tiếc quá, nên là mình đã mang nó về mà cũng chẳng dùng đến nó. Tớ cũng không cần quá nó, nhưng mà cái này có chụp được không vậy? Hình như là không chụp được hay sao ấy. Mà thôi, cậu cho thì tớ nhận luôn. Chấp nhận nào. Tớ cũng chấp nhận. Kiki. Ai, mai mặc gì nhỏ? Còn định đi đâu? À, giật cả mình. Ồ, ngày mai con gặp các bạn rồi đi chơi một tí. Chơi á? Chơi cái gì? Kiểu gì mẹ cũng mắng cho mà xem. À, thì các bạn rồi đi ăn quà vặt thôi mà. Mẹ, tại sao? Hôm nay mẹ nhìn gầy đi sao ấy? Nhìn gầy hơn á? Mẹ á? Ồ, mẹ đứng yên đấy, để con chụp ảnh cho. Xem nhá. Nào mẹ nhìn nhá. 1, 2. Thật là buồn cười. Cái gì vậy? Cái gì đấy? Ô Vicky lại còn gọi cả tọ mình lên nữa. Sợ quá. Con. Ồ, sao ạ? Con có kết quả thi rồi đúng không? À, vâng ạ. Con thật là 30 điểm là cái gì đây à? Mẹ là cứ tưởng ít nhất là con phải được 50 điểm chứ. À, cái đó. Ô, Vicky. Cái này là cái gì vậy? Sao? Làm sao mà con giật mình thế? Mẹ, hôm nay mẹ không đi ra ngoài à? Này mẹ không có chuyện gì bên ngoài. À, hóa ra là thế. Rồi ạ, mình định nói cái gì mà quên mất. Ôi, cái đầu của mình. Giật cả mình. Mình vừa nhìn thấy cái gì thế này? Không lẽ nào, cái máy ảnh này lại nhìn thấy tương lai? Nếu đây là sự thật thì mình gây to rồi. Nếu mà mẹ biết điểm thi của mình thì ngày mai mình sẽ không được đi đâu chơi. Lấy điện thoại của mẹ thì vấn đề sẽ được giải quyết. Đúng rồi, mình phải thay đổi tương lai mới được. Ngon không mẹ? Rồi à, cái đầu mình cứ dán mắt xem tivi thôi. Đây con ăn đi này.
Dạo này đang là mùa đào mà, cho vào mồm cái là nó ngon đến chảy miếng luôn. Ngon quá. Nhưng mà không lụa khéo ngoài chợ là không ngon đâu, nên phải chọn thật kỹ. À, hóa ra là thế. Mình chỉ ăn được đào và nốt tháng này thôi, chứ sang tháng là không ăn được. Ừ, chứ sang tháng mình lại ăn nho. À, hóa ra là thế. Sao, con không ăn nữa đi. À, buổi trưa con ăn nhiều quá nên bây giờ vẫn thấy no. À, thế á, mẹ một mình mẹ ăn hẳn được 2 thùng luôn. Suýt nữa thì toi, phải tắt chuông ngay trước khi thông báo tới. Ok, đã xóa xong. Ơ, điện thoại của mẹ đúng không? Ờ, hình như là thế mẹ ạ. Điện thoại đâu ấy nhở? Vừa nãy mẹ mới để ở đây sao mà? Hả? Ồ, đây, đây này mẹ, mẹ ơi. Sao nó bắn mãi rồi đấy thế không biết. Alo. Vâng. Mình sống rồi. Nhờ có cái máy ảnh này mà mình đã đẩy lui mọi khủng hoảng, thật là may, suýt nữa thì toi. Nhưng mà cái này có thật là nhìn thấy tương lai không? Có vẻ như nó rất có ích cho mình đấy nha. Con về rồi. Em về rồi đấy à? Ê, hay là bọn mình thử xem tương lai của Odin đi. Đã năm bốn. Này Odin. Gì vậy bốn bốn? Nhìn vào đây nhá, nhìn kỹ vào nhá, để chị chụp cho em thật ngầu nha. Chụp thật ngầu á? Mà giờ có nhiều mồ hôi quá. À, mẹ bảo là phải đi làm bài tập về nhà, lại đi muốn nướng thế này, mình phải đi bắt mẹ mới được. À mà không. Hả? Bảo mình tuyệt đối không được ăn kem à. Mình sẽ ăn hết luôn. Đánh nó bốn bốn. Lừa lừa. Kê. À, này Odin. Sao? Có chuyện gì? Hay đẹp trai quá à. Tại sao lại ăn kem của chị? Chị nói là không ăn kem của chị rồi mà. Em có ăn kem đâu. Trong tương lai, em đã ăn kem của chị. Ồ, chị đang nói cái gì vậy? Vừa nãy em mới đi học võ về mà. Chị đã nhìn thấy em rất là rõ. Em ăn kem rồi còn ề với chị nữa. Em nói là không có ăn mà. Chị toàn đổ lỗi cho người vô tội thôi. Lạ lùng à. Mình phải mau đi ăn kem của mình thôi. Mình đã ăn kem của chị ấy đâu. Mà chị ấy lại nói thế. Lạ lùng à. Rồi nha, cuối cùng thì mình cũng ăn được kem của mình rồi. Thấy chưa? Em chưa có ăn mà. Chị muốn xin lỗi em đi. Ừ, xin lỗi. Gì chứ? Xin lỗi vì đã tức giận em, đã làm điều đó trong tương lai. À, không sao. Vốn dĩ em đã về nhà rồi chớp thời cơ ăn kem của chị mà. Đúng bốn. Thấy chưa? Chị biết tổng cái bụng của em rồi mà. Ăn một mình rồi tự khen mình. Trong tủ lạnh vẫn còn một cái kem khác đây. Ồ, kìa, à? Khe. Hù, may quá, nhờ có cái máy ảnh này mà mình đã giữ được cái kem này, thật là quá may mắn. Wow, được ăn kem này, khe, hay quá, hôm nay lại là một ngày vui. Chiếc máy ảnh được nhặt về nhìn thấy tương lai, đã thành công.